ดtrận đấu sẽ trở nên nóng hơn từ thời điểm này. Bàn thắng thứ ba trên sân Pleiku, chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá của Da Silva và cộng thêm một chút may mắn để cho Dortmund Bình Định có thể hướng tới hy vọng có điểm trên sân Pleiku. Không có lỗi biệt vị. William đi soi mở cho các cầu thủ Bình Định và người ghi bàn không ai khác đó là Romario hay không? Rồi đã có một tình huống tụt xuống theo người của đội trưởng Đình Đồng. Đó là lý do tại sao Da Silva đã không ở trong tư thế biệt vị. Mario. Phía trong có Romario. Romario đánh đầu. Một pha đánh đầu trả ngược về phía sau của sẽ là những đường treo bóng vào khu vực 16m50. Mario. Không được. Vào phía trong là của Henrio Da Silva. Trước đó thì Hồ Tuấn Tài rất cố gắng để có một đường chọc khe dành cho Henrio. Suýt chút nữa thì tỷ số đã là 4-0 nhưng về phía Topalem Mỹ Đình. Chúng ta cùng trở lại đúng này. Sức dướng rất tốt của Henrio. Đó là một pha dứt điểm, có lẽ là như vậy. Da Silva kéo léo. Đẹp từ đây, Da Silva phản công cho Topalem Mỹ Đình. Đúng anh ba, bây giờ là 4-1, rất khó, bắn chung, đắt. Henrio, không có lỗi biệt đi, người bắn súng là trên chúng ta, chúng ta bỏ bóng vẫn tiếp tục, rất đẹp. Người vừa tung ra và dứt điểm là Paro Junior.
Một pha đi bóng rất hay của Lâm Tiến Công. Chắc chắn sẽ có thể. Bàn thắng còn lại hãy của đội chủ sân thống nhất ghi vào công của Võ Huy Toàn. Rất kỹ thuật. Đó là pha xử lý của Henrio Da Silva. Trần Đình Ca. Một câu phòng ngự. Tuy nhiên ở một pha bóng vừa bất ngờ. Phạm Văn Nam thủng dưới, không có Di Mario, thiếu đi sức cản lướt được, bóng đã không đến được vị trí của Trần Vi Sơn ở tuyến hai. Rất hợp lý nha Rio. Trần Hoàng Sơn. Rio. Tiếp tục đến làm cách và đặt nhà không tốt của Đức Trinh. Mario rất hay. Da Silva. Hiện nay. Da Silva. We'll be right back.
trận đấu với SCB Đà Nẵng trên sân Quy Nhơn. Nhưng đều không chạm chân chung bóng. Đường căng ngang vào phía trong là của Henrio Da Silva. Trước đó thì Hồ Tuấn Tài rất cố gắng để có một đường chọc khe dành cho Henrio. Suýt chút nữa thì tỷ số đã là 4-0. Một trận đấu rất hay của Henrio cho dù anh không ghi bàn. Nhưng những pha xử lý mềm mại